Tập trước trong Vua Đầu Bếp, các thí sinh đã phải đối mặt với thử thách đồng đội đầu tiên đầy khó khăn và kịch tính. Với số phiếu áp đảo, đội đỏ dưới sự chỉ đạo của Kim Oanh đã giành chiến thắng thuyết phục. Các thành viên trong đội xanh đã phải đối đầu trong thử thách loại trừ. Với sự thiếu sót trong việc nhận biết các nguyên liệu trong món súp của giám khảo Thúy Hạnh, Hồng Nhung là thí sinh tiếp theo phải nói lời chia tay căn bếp Vua Đầu Bếp. Hôm nay trong Vua Đầu Bếp, thử thách chiếc hộp bí mật đầy bất ngờ sẽ là bài toán khó cho một số ứng viên tài năng. Cho đến vòng này, chúng tôi thật sự rất là thất vọng. Và trong thử thách sáng tạo cam go, hương vị truyền thống sẽ đánh gục giấc mơ chinh phục danh hiệu cao quý của một ứng viên trong Vô Vàng Tiếc Núi. Người mà phải rời căn bếp đó là... Với vòng thi này thì mục tiêu của tôi đặt ra cũng rất là cao. Tôi nghĩ là mình sẽ cố gắng hết sức để chinh phục chiếc hộp bí mật lần này. Xin chúc mừng các bạn đã xuất sắc vượt qua những vòng thử thách đầu tiên. Nhưng đây cũng là những khó khăn bước đầu các bạn phải vượt qua trên con đường chinh phục Vua Đầu Bếp Việt Nam mùa thứ 3. Qua những vòng thi chiếc hộp bí mật của những vòng thi trước thì tôi là thật không may mắn khi chỉ nằm top 3 của những ngôi nhất. Thì lần này tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng và tạo một chút lợi thế gì cho bản thân. Hôm nay chúng ta sẽ vượt qua một cái thử thách chiếc hộp bí mật tiếp theo. Và bạn sẽ nấu món ăn xuất sắc nhất từ những nguyên liệu có trong hộp. Các bạn nên nhớ, ở vòng thử thách chiếc hộp bí mật, ai mà có món ăn ngon nhất sẽ có một lợi thế rất lớn ở vòng thi kế tiếp. Do đó, các bạn phải cố gắng hơn nữa. Mình mong muốn là mình sẽ nhìn thấy những cái nguyên liệu quen thuộc, ví dụ như cá hoặc là những đồ hải sản, thì mình nghĩ là mình sẽ tự tin hơn. Sẽ có thể là một món nội tạng của con heo hoặc là con bò. Mời các bạn đặt tay lên chiếc hộp bí mật của mình. Khi tôi đếm tới 3 thì sẽ mở hộp ra. 1 2 3. Rất là ngạc nhiên vì trong đó bao gồm kem tươi, bột, trứng, các loại hạt làm bánh, phô mai và đặc biệt nhất là heo quay. Các bạn sẽ phải làm một món tráng miệng từ những nguyên liệu này. Và trong đó bắt buộc phải có một hoặc hai hoặc cả hai nguyên liệu phô mai và thịt heo quay. Cái món tráng miệng gì mà lại có thịt heo quay vậy? Bánh gì mà lại có heo quay? Tôi thật sự là khó nghĩ. Mình nghĩ là đề bài này khá khó. Mình nghĩ mãi thì mình cũng không biết là nên làm món gì với cái nguyên liệu từ thịt. Ở nhà tôi cũng có làm cái loại bánh này. Bánh heo quay nó có lạp xưởng, tôm khô, trứng muối. Thì tôi cũng không bất ngờ lắm. Các bạn chú ý là chúng tôi sẽ quan sát các bạn trong quá trình nấu. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ chọn ra 3 món ngon nhất để thử trong ngày hôm nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 60 phút bắt đầu. Tôi đã rất là lo lắng trong phần thử thách ngày hôm nay. Tôi không biết lựa chọn món gì cho phù hợp. Nướng đi. Nướng tí táo đi cho nó thơm ngon. Nhưng để lên trên thì còn sẽ gọi là món gì? Thật sự là trong đầu tôi chưa hiểu là mình sẽ làm như thế nào với những nguyên liệu đó. Tôi dự định sẽ làm bánh dâu. Mình vẫn quyết định là lựa chọn vào bánh crepe cho an toàn vì trước đây mình cũng đã làm rồi. Và mình làm cho em trai mình ăn rất thành công. Mình cũng đã rất là mong là cái thử thách này sẽ là một cái cơ hội để mình có thể thể hiện được bản thân. Lâu tôi mới chọn được một cái bánh cho mình, đó là bánh bông lan phô mai có nhân là trái cây. Cái món bánh này thì tôi chưa làm bao giờ hết. Tôi cứ suy nghĩ là thôi thì
thì cứ làm đại và theo cảm nhận và khẩu vị của mình. Trong thử thách chiếc hộp lần này, các thí sinh sẽ có 60 phút để chuẩn bị, nấu và trình bày một món tráng miệng thơm ngon bằng các nguyên liệu chính có sẵn trong hộp và các nguyên liệu phụ hạn chế trong kho nguyên liệu. Người có món ăn ngon nhất sẽ có lợi thế cực kỳ to lớn ở vòng thi tiếp theo. Tôi có một cái khả năng sáng tạo rất là cao và tôi có một cái khả năng là kết hợp nguyên liệu rất là hài hòa. Tôi vừa biến phô mai thành món tráng miệng mà cũng vừa biến thịt heo quay thành món tráng miệng. Tôi đã tận dụng hết các nguyên liệu mà ban giám khảo đưa ra để tạo ra một món ăn, đó là món bánh trứng kết hợp với cả thịt heo quay. Đăng Vũ, làm món gì vậy Đăng Vũ? Ngày hôm nay thì tôi đang làm món caramel ăn kèm với tàu nướng phô mai. À, cũng hay lắm. Như vậy là phô mai em để em nướng rồi xong cái phô mai em để trên mặt này, em nướng luôn. Em nướng trong thời gian ngắn ạ. Đúng rồi. Chỉ có mở nắp ra được không? Khi em hấp bánh caramel. Thực ra là không được mở nắp ra vì là khi hấp caramel nó hơi cái hơi của nó có thể rơi vào trong cái hộp caramel của mình trong này. Mở nắp là nó làm giúp cho mình giảm nhiệt đó. Và nó không bị nổ ra cái bong bóng mọi caramel. Hay. Chúc em nha, thành công. Các thí sinh đang nỗ lực hết mình để thực hiện những món tráng miệng tuyệt vời đầy màu sắc. Với tài năng, sự sáng tạo vượt trội, thí sinh nào sẽ giành được chiến thắng và mang về cho mình những lợi thế bất ngờ? Nếu một phần tráng miệng mà làm bánh dâu nhiều quá thì sẽ rất là dễ ngán vì độ ngọt của món dâu rất là cao. Nên tôi nghĩ là chỉ làm một bánh dâu và thêm một bánh wrap cuộn heo quay để cho cân bằng cái vị chút xíu. Mặc dù trước giờ tôi chưa bao giờ làm nguyên liệu chính heo quay để làm món tráng miệng. Tôi tách lòng trắng, lòng đỏ ra, tôi đánh hai cái riêng. Rồi tôi cho whipping cream, tôi cho dầu ăn. Tôi làm ở nhà rất là nhiều, ai cũng mê cái loại bánh này hết á. Ai cũng khen hết. Đối với hai nguyên liệu này á, khá là lý thú khi mình làm cái món tráng miệng. Như cái thịt heo quay á, thì cái món ở Huế là có bột lọc á, bột lọc theo cây. Và cái nước rất là thanh, nước đường phèn á. Nhưng đặc biệt nữa là cái phô mai. Anh Hải, theo anh Hải thì sao phô mai? Không, thực ra phô mai thì làm được rất nhiều nhá. Đúng rồi. Phô mai ví dụ như là tiramisu mình cũng được này, pudding thì mình cũng được này. Rồi wrap mình cũng làm được này, bánh wrap cũng làm được này. Em nghĩ cái thử thách này cũng khó, tại if em có cái thịt heo quay rồi em cũng không biết làm gì nữa. Tại em chưa có bao giờ ăn cái món Huế đó. Thì cái đó là em nghĩ là it's tricky, you know. So em chỉ use cái fromage thôi. Mà thịt heo quay là thế mà cũng không biết làm gì. Tôi bắt tay và tôi làm đến món trứng thì cái việc đầu tiên tôi làm đó là tôi phải quan sát thật kỹ. Tại vì tôi không muốn món trứng của tôi là món trứng chín quá và tôi muốn là nó vẫn còn đỏ bên trong và có độ dẻo của trứng. Cái trứng nếu mà chín thì nó lại không thành công. Tôi sợ nhất một cái đó là đánh bơ và trứng không được bông. Mà một khi mà bánh bông lan mà bơ và trứng không bông thì khi mà nướng bánh á thì nó sẽ bánh sẽ không xốp và không được ngon. Nên tôi cũng lo lắng lắm. Các bạn chú ý, chúng ta còn 20 phút nữa. Nhanh lên. Lúc đánh kem của mình ấy, mình đánh có tốc độ quá lớn và cái phần kem của mình nó hơi lâu và bị tách nước. Sau đấy mình đã chuyển sang cái mẻ kem thứ hai. Cái mẻ kem thứ hai này thì là mình đánh chưa đủ độ cho nên là nó không được bông, không được đứng chóp và dẫn đến là khi mình phết lên bánh nó bị chảy. Sao rồi chị Kim Anh? Dạ xong. Xong rồi hả? Dạ. Món gì chị xong rồi hả? Dạ làm bông lan trứng muối nhưng mà ở trong nó có thịt quay, tôm khô, lạc xưởng. Tôm khô? Lạc xưởng. Tôm khô mà lạc xưởng cũng ăn dessert được hả? Dạ, ngon lắm á. Ok. Dạ. Còn ở ngoài thì có trứng muối với trà bông để trên mặt á. Dạ. Dạ. Thì cái dessert này là nó ngọt hay là nó mặn? Món là món ngọt nhưng mà cái mấy cái đó nó không có mặn. Dạ. Bột nó cũng không mặn. Dạ. Bỏ chút thôi. Coi như nó có đồ mặn, đồ ngọt, đồ béo. Ok. Thì chút nữa mình sẽ nếm. Ok. Dạ. Dạ. Alright. Các bạn thí sinh chú ý nhá. Các bạn chú ý, thời gian của mình còn có 5 phút nữa. Tôi nghĩ các bạn cho bánh của mình lên đĩa là được rồi. Nhanh tay lên các bạn ơi.
thay vì nướng 15-20 phút, cái này nướng hoài không thấy nó nở. Nó dai mà nó ủ ủ, nó ướt. Thôi, tôi không có theo hướng khác được nữa, tại cái áp đảo cái thời gian nó rất gần. Tôi không làm gì được nữa. Chóng váng luôn. Mứt quả cherry thì tôi làm cũng khá cầu kỳ. Tôi xên đường đến một cái mức nhất định để làm sao có một lớp đường nó bám lại quả cherry. Và quả cherry được lại được bọc một lớp đường cát trắng, thì khi mà mình trang trí món ăn thì mình sẽ nhìn thấy hấp dẫn. Thời gian của các bạn sắp hết. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúng tôi sẽ thử các món của các bạn. Đăng Vũ, chị Kim Oanh, bạn Tú Anh. Tôi cũng ra được những hộp caramel khá là ngon, sốt kem tươi và rau tây, thì tôi nghĩ rằng là món ăn của tôi cũng có thể là một món ăn an toàn. Mời bạn Đăng Vũ. Làm nướng phô mai thì tôi để một lớp bơ, sau đó tôi để một ít nước táo, sau đó tôi để một ít bơ lên trên và tôi nướng trong thời gian ngắn để có táo có độ dẻo. Và sau đó tôi nướng caramel và tôi chế thêm sốt kem. Sốt kem gồm có kem tươi, dâu tây và một chút sữa. Bản thân tôi rất là tiếc cho Đăng Vũ. Bánh của bạn nó không có đông. Thứ nhất là tổ ong này. Thứ hai không tạo sự kết dính chặt để tạo hình khối. Có lẽ là do khi mà tôi dội rất sốt kem, dâu tây vào thì nó đã có một cái phản ứng gì đó để nó không phù hợp với món ăn này. Lý do, tỷ lệ trứng trong sữa và kem tươi của em không đủ. Tỷ lệ trứng của em ở đây quá ít, dẫn đến bánh flan của em là sai luôn. Sai luôn chứ không phải là thêm cái gì cho nó ngon hơn hay như thế nào. Bánh của Đăng Vũ là dòm vô là không có thể nào mà ăn được. Kỹ năng ngày hôm nay là bánh flan em chưa đạt. Cảm ơn anh. Thử thách này khá là khó khăn vì kỹ năng làm bánh của tôi là một yếu điểm. Mời bạn Tú Anh. Em có tráng khoảng 20 cái lớp crepe vì em nghĩ là em có thể làm cái lớp crepe cao lên. Tuy nhiên là em khá nhiều khó khăn với cái phần đánh kem ạ. Cho nên là em không đủ thời gian để trình bày cái lớp crepe của mình lên. Thật sự là em không hài lòng với món ăn của em hôm nay ạ. Chị thấy cái món này tùng lum tùng đá. Too many things going on. Không có hợp. I want to taste the crepe more, but I only taste the fruit and the nuts mostly. It's too simple for me. Mình đã quá tham khi mà cho khá là nhiều cái loại hoa quả cũng như các loại hạt vào bánh của mình, tạo nên cái vị nó lẫn lộn quá, nó không rõ nổi lên một cái hương vị riêng biệt nào cả. Tú Anh ơi, cái kem của em đánh là sai luôn. Cái nhiệt độ lạnh trong kem tươi phải có. Và em phải canh cái thời gian để đủ cho cái kem nó đã sệt, đã bong lên rồi thì nó sẽ thành công. Mà nếu quá thì nó cũng vỡ. Thiếu nhiệt độ lạnh nó cũng vỡ. Đó là hai cái kỹ năng mà cần thiết khi mà mình đánh kem tươi. Đây là một sai lầm rất là lớn. Tú Anh thì cũng như tôi thôi. Rối quá, bắt đầu không biết đường làm luôn. Tôi mong rằng lần sau tôi sẽ thấy em một cái món tráng miệng tuyệt vời hơn. Mình thấy thất vọng và rất là xấu hổ về bản thân. Tại vì mình đã đưa lên một cái món mà nó không phải là một cái món ăn mà xứng đáng đứng trong cái top 11 này mà mình có thể đưa lên như vậy. Rất là bất ngờ, em ý rất giỏi làm bánh. Xin mời chị Kim Anh. Tôi dùng heo quay, tôm khô, lạp xưởng, tôi làm cái nhân. Còn ở ngoài thì có trứng muối, chút xà bông. Bột thì tôi đánh với lại whipping cream, nước cốt chanh, một ít dầu ăn, một ít đường. Rồi lúc mà nướng thì bỏ một chút nhân vô trong chính giữa. Mà nướng gần chín thì tôi cho trứng muối và chà bông lên trên mặt. Chị nói là chị bánh bông lan chị cho rim.
Không, anh em cho một chút whipping cream để cho nó tạo độ béo với lại dầu ăn. Chưa có công thức nào làm bánh bông lan mà có cream hết. Nấu ăn có thể sáng tạo và có thể thêm thắt nguyên liệu. Dạ. Thay thế, nhưng làm bánh là phải chính xác về công thức theo tỷ lệ thì mới ra cái bạc bánh nó ngon được. Chỉ bỏ cream vào nó sẽ làm ra một cái bạc bánh hoàn toàn không đúng của bạc bánh bông lan. Ngay ở nhà là tôi đổ không bao giờ bỏ whipping cream. Tự nhiên cái tôi làm biến đi lấy sữa, tôi nghĩ là cái whipping cream thì chắc nó có độ béo lên, không ngờ là nó quá ẩm. Ở vòng trước khi mà nhìn thấy chị rất là hào hứng và rất là tự tin khi mà làm những món ăn đưa cho chúng tôi. Ngày hôm nay tôi cũng thấy một cái phong thái đó ngay từ lúc đầu của chị. Nhưng thật sự là có lẽ là vì chị quá chủ quan nên thành ra là chị đưa ra một món ăn, cái bạt ở bên trong nó còn rất là ướt. Mà nguyên tắc bánh bông lan mà còn ướt ấy, thì đồng nghĩa với việc là bánh bông lan nó sống. Chị phải nên nhớ là như vậy. Rất tiếc là những cái gì mà chúng tôi thấy chị ở những vòng trước cho đến vòng này, chúng tôi thật sự rất là thất vọng. Nếu như mà đây là vòng loại người thì tôi nghĩ là chị sẽ là người ra về đầu tiên. Sau này tôi về món bánh tôi không dám sáng tạo. Bây giờ tôi sợ quá rồi, tôi không dám sáng tạo nữa. Hôm nay ba bạn thật sự cho chúng tôi những món ăn, nó không phải là món tráng miệng nữa mà là tráng miệng nhất từ trước đến nay. Nó sụp đổ từ đội trưởng mà xuống đội bét luôn. Và bây giờ chúng tôi sẽ gọi thêm ba bạn nữa mang món ăn của mình lên đây. Bích Hạnh, Thanh Cường, Quốc Việt. Tôi tự tin với bản thân tôi, hy vọng rằng là món ăn của tôi chinh phục được ban giám khảo. Xin mời Quốc Việt. Em băm heo quay ra, em chiên giòn lên cùng với cả phô mai. Em làm vỏ bánh bằng bột mì, trứng và một chút sốt mayonnaise. Sau đó em lấy nguyên lòng đỏ trứng, em xên cùng với đường. Và để tạo ra một cái độ chín nhất định thì em kết hợp các nguyên liệu vào với nhau. Sau đó em dùng mứt cherry, em xiên nó hơi cứng một chút để em tạo một cái đế vững chắc để em đề co cho cái bánh đẹp hơn ạ. Riêng món này thì nó chỉ nảy sinh bất chợt khi giám khảo đưa đề bài thôi ạ. Em cũng chưa từng làm bao giờ. Món ăn của anh Quốc Việt thì rất là tuyệt vời, trông rất là đẹp mắt. Một kỹ năng rất là khó. This is very good. Cái món này là chị ăn cả ba, like all three dishes. This is not just dessert. I can eat it for the whole meal. Good job. Anh Quốc Việt làm cực kỳ là sáng tạo. Với cái món tráng miệng hôm nay của Quốc Việt á, cái mặn của thịt heo quay em cháy lên giòn. Rồi cái ngọt của đường bọc của cherry và cái độ chua của dâu và cái độ bùi của cái bạc bánh thì mới làm nên cái bánh của em ngày hôm nay mà ấn tượng. Mình thấy là đây là một con người rất là tiềm năng. Cái thứ hai nữa là cái trang trí của em đẹp lắm. Và xin chúc mừng em. Tôi tự cảm thấy là bản thân tôi là có năng khiếu trong cái việc kết hợp các món ăn với nhau và các màu sắc kết hợp với nhau. Xin mời Bích Hạnh. Em cho phô mai, bơ và đường, em đánh cho nó bông lên. Và sau đó thì em đánh trứng, rây bột, rồi trộn đều cái hỗn hợp bột đó. Em quậy đều cái hỗn hợp đó vô rồi em đổ vô khuôn. Em nướng bánh ở nhiệt độ là 180 độ trong vòng 20 phút. Sau đó thì em trang trí là bằng quả mâm xôi và một chút sô-cô-la. Em có tự tin món của mình không? Dạ em tự tin, đây là món lần đầu tiên em làm và em làm bằng cảm nhận khẩu vị của em. Tôi cũng cảm thấy rất là hài lòng. This is like a classic dessert. So I think it's you met the challenge very well. The chocolate and the raspberry go well, very well together. Thì bỏ vào bánh thì thấy ngon. Với cái món bánh này thì cái tỷ lệ ngọt ở trong bánh rất là tốt. Cái thứ hai trang trí đơn giản nhưng nó thật sự là đẹp mắt. Cảm ơn em. Tôi làm độ xốp và trang trí được như vậy thì đó là cũng là một sự tiến bộ của tôi. Mời Thanh Cường. Bánh dâu 2 tuần em làm bánh bông lan nó hơi đặc là một tí.
để mà khi em làm bánh dâu 2 tầng em có thể cho một lớp rượu cancho vào để tăng thêm hương vị của nó. Và em sử dụng dâu để làm mứt dâu và trang trí kèm ở giữa của bánh dâu. Bánh rét em cũng làm hơi đặc một tí và heo quay em lấy chỉ lấy bằng thịt. Em xào lên cho loại hết bớt mùi mỡ và mùi ngũ vị hương và em dùng bánh rét em cuốn lại. Ăn kèm với một ít mứt dâu và sô-cô-la em có bỏ thêm phô mai để tạo thêm hương vị đặc biệt của sô-cô-la. I think it's very interesting and creative. I commend you for being brave. Dùng thịt heo quay vào cái dessert, but it works. They bạn dùng enough sweetness, balance it out with the fruit thì làm nó giống là dessert. Bản thân tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì em cũng kết hợp được giữa cái chuyện độ đắng của sô cô la, rồi độ mặn của thịt heo quay, rồi độ ngọt của sốt dâu. Bánh bông lan của em cũng balance được tất cả những cái vị này. Cảm ơn các bạn. Mời em. Cái năng lực của bản thân mình chỉ tập trung ở cái phần đa dạng về màu sắc và đa dạng về cái thành phần như đó thôi. Mình cũng chưa hoàn toàn hài lòng về những món bánh của mình khi mà được ban giám khảo đánh giá nhận xét về cái món của mình. Các bạn là nấu món ăn ngon nhất hôm nay. Tôi không vui vì chiến thắng mọi người, nhưng tôi vui vì tôi đã chiến thắng bản thân của mình, dám thử sức mình để làm một cái loại bánh mà mình chưa bao giờ làm. Cũng không bất ngờ lắm, tại vì tôi đã hoàn thành tốt được món đấy. Và mình chỉ có một cái chiến thắng là người. Và mình chỉ có một cái chiến thắng là người. Trong lòng vẫn tự tin, mình sẽ người giành chiến thắng trong chiến hợp bí mật. Quốc Việt. Thực sự là cảm giác rất là vui sướng. Tôi cũng không nghĩ mình là người nấu món ăn ngon nhất, tại vì rất nhiều các thí sinh là đều có thế mạnh riêng của mình. Tôi công nhận và đánh giá cao về sự sáng tạo của Quốc Việt là rất là lớn. Bây giờ mời bạn đi theo mình. Khi mà tôi có cái lợi thế như thế thì tôi sẽ có những cái chiến thuật riêng của tôi để loại trừ bớt các đối thủ mà hiện tại tôi nghĩ là đang cạnh tranh đối với tôi. Đó là Tuyết Phạm, Thanh Cường và Quốc Cường. Là người có món ăn ngon nhất trong thử thách chiếc hộp bí mật, Quốc Việt đang nắm giữ trong tay sự an toàn hay thất bại của bất cứ ứng viên nào. Chúc mừng Quốc Việt là người chiến thắng vòng thử thách chiếc hộp bí mật. Tuy nhiên bạn chưa có được an toàn, bạn vẫn phải nấu. Mà chúng tôi cho bạn lợi thế khác. Đây là đề thi của chúng ta. Món thứ nhất là món bún thang, là một món ăn truyền thống rất nổi tiếng cho nghệ thuật ẩm thực Hà Nội. Món thứ hai là bún bò Huế. Bún bò Huế cái cách chế biến khá là phức tạp, tuy nhiên có thể biến tấu theo cái sở thích cũng như cái sáng tạo của người đầu bếp. Nhưng cái nước dùng không thể lẫn vào đâu được. Món thứ ba là món hủ tiếu. Rất nhiều các thực khách đều muốn thử nó khi mỗi lần đến thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể tìm thấy bất kể ở khu phố hay ngõ hẻm nào cũng thấy được một cửa hàng hủ tiếu hoặc một cái xe hủ tiếu. Và đây là một món ăn giao thoa giữa rất nhiều các nền văn hóa khác nhau. Do đó, cách bạn chế biến cho món này cũng rất là phong phú. Lợi thế của bạn là quyền chọn một trong ba món này để bạn nấu. Các món đấy thì chưa món nào tôi nấu hết. Tôi nghĩ là tôi lựa chọn cho tôi món an toàn nhất. Món bún thang là món quen thuộc của người Hà Nội và cũng là món đặc sản của người Hà Nội. Thì em xin chọn món bún thang. Và bạn có một lời thế nữa là bạn sẽ đặt ba câu hỏi cho chúng tôi ngày hôm nay về món của bạn sẽ chế biến. Nguyên liệu nước dùng có phải là thịt gà, xương gà không ạ? Đúng. Trong món bún thang này có rau răm đúng không ạ? Đúng. Chính xác. Nguyên liệu của món bún thang này có mắm tôm không ạ? Vì mắm tôm thường thì có thể để ngoài hoặc là để vào trong, tùy. Cái món ăn đấy thì tôi nói thật là tôi cũng chưa nấu bao giờ. Nên thành ra là tôi cũng rất là lo lắng ngay cho chính bản thân tôi. Và tôi cũng có một chút tị nạnh so với cả Quốc Cường của chiếc hộp bí mật lần trước. Bây giờ bạn được chọn một trong ba món này để 10 người còn lại nấu. Mời bạn. Vậy thì em xin chọn
Hello, everyone. We gave an advantage to Bạn Quốc Việt because he won the last challenge. Chúng tôi đã trao cho bạn Quốc Việt quyền được chọn đề bài cho vòng thử thách sáng tạo ngày hôm nay. Đây là quyết định của bạn Quốc Việt. Chúng tôi có 3 món ăn: hủ tiếu, bún thang và bún bò. Đây là món ăn mà Quốc Việt đã chọn cho các bạn. Bún bò. Coi như là mình sốc luôn. Cái món đấy là mình có ăn rồi, có nếm rồi nhưng mà chưa từng nấu bao giờ cả. Cái món bún bò Huế này, em nghĩ là khi các đồng đội của em đến đây thì tham gia một cuộc thi này thì có người Bắc, người Trung, người Nam, nhưng mà chủ yếu là người Bắc và người Nam. Em nghĩ là cái thử thách món bún bò Huế này sẽ là thử thách giữa khu vực miền Nam và khu vực miền Bắc có sự cạnh tranh với nhau. Quốc Việt có quyền được ưu tiên là bạn đã chọn món bún thang cho bạn. Còn tất cả các bạn sẽ phải nấu món bún bò. Cái chiến lược của Quốc Việt là không biết nấu bún bò, cho nên mới chọn bún thang. Mình nghĩ là anh Việt đang muốn thử thách tất cả mọi người. Tại vì cái món này có thể là nhiều người nếm nhưng mà ít người nấu thử lắm. Và bây giờ xin mời các bạn lên đây để thử món ăn của mình. Mình chỉ nếm nước dùng và có dùng một miếng thịt bò. Mình thấy cái nước dùng nó khá là phức tạp. Nó ngọt nhưng mà nó trộn một chút mùi mắm Huế nữa. Gia vị chính mình nghĩ nó gồm là mắm ruốc, sả, ớt. Chỉ ba thứ rất là chính thôi. Mời các bạn về vị trí. Lựa chọn cho chính mình món bún thang thì tôi chỉ biết cái nguyên liệu chính thôi mà không biết các chất phụ gia kèm theo đó là cái gì. Bún thang nấu nước dùng à? Nấu dùng bằng xương gà. Xương gà thôi gì? Luộc gà lên. Tôm nõn, tôm nõn, tôm nõn. À có cả tôm mà. Tôm nõn nhớ chưa nấm hương. Bó tay rồi. Cũng đã từng là fan của bún bò nhưng mà mình chưa bao giờ nấu bún bò cả. Tôi sẽ loại được ít nhất khoảng tầm 2-3 người mà là đối thủ của tôi. Em muốn loại Thanh Cường và Quốc Cường. Quốc Cường có thời gian sống bên nước ngoài rất là lâu. Thì em nghĩ là cái món này nó sẽ không được phổ biến cho Quốc Cường. Cả Thanh Cường anh cũng nghĩ thế. Quốc Cường, bạn nghĩ sao khi mà Quốc Việt chọn cho tất cả mọi người nấu món này? Dạ, thứ nhất món này thì em nghĩ cần phải có sự kinh nghiệm có thể nêm nếm được và màu sắc của món này rất trong. Và để nấu được như vậy thì em nghĩ là phải có kỹ năng tốt. Tôi biết là cái món bún bò Huế là có một số nguyên liệu cơ bản. Và tôi cũng đã từng nấu món đó một vài lần rồi. Mình không bao giờ ăn mắm. Và trong thành phần của món bún bò Huế thực sự là có mắm ruốc. Mình cảm thấy rất là khó khăn với cái đề bài của anh Quốc Việt chọn. Các bạn sẽ phải sáng tạo trên nền món ăn truyền thống này. Nhưng phải đạt được 4 tiêu chí. Thứ nhất, nước dùng phải trong. Thứ hai, phải nổi rõ vị đặc trưng của món ăn này. Thứ ba, nguyên liệu vừa chín tới, vừa mềm. Thứ tư là sợi bún không được nát. Mình đã từng nấu qua, có thể mình sẽ an toàn trong cái vòng thi này. Các bạn sẽ có 5 phút để chọn lựa nguyên liệu và có 60 phút để thực hiện món ăn. 5 phút chọn nguyên liệu bắt đầu. Quên hết cả vị làm sao. Ngay lúc đầu tôi cũng có gặp một chút ít khó khăn. Nó chỉ có giò trứng và gà anh nhỉ? Giò trứng gà. Đây là lần đầu tiên tôi nấu món bún thang này. Thái chỉ đi, nó chỉ có thế. Anh có lấy hoa hồi không? Không. Em nghĩ có mà. Ừ. Em sẽ rang lên một ít. Cái đầu tiên mà mình lấy chính là hoa hồi. Và mình có nghĩ đến là hay là mình sáng tạo theo kiểu làm phở. Khi được thử ba bún bò, thực sự cái nước dùng quá đậm đà. Mình đã quyết định nấu theo kiểu của mình, làm cho nó thật thanh. Em sẽ cho một loại củ gì đấy vào để hầm cùng cho ngọt. Thế này. Bột nghệ là cái nào? Bột nghệ, anh tìm qua chỗ này này. Trong thử thách sáng tạo lần này, các thí sinh có 60 phút để chuẩn bị, nấu và trình bày món bún bò Huế thơm ngon được quyết định bởi Quốc Việt. Mình nấu bún bò với thịt bò chín, chả, hành tây, hành, nghệ, gừng. Mình sẽ nấu theo hương vị truyền thống và đơn giản. Mình chưa nấu được đến như một cái món nguyên gốc thì mình sẽ không sáng tạo thêm.
nấu theo cái hương vị truyền thống. Em có một hộp xương bò, một miếng nạm bò và xương heo, một con khô mực để em nấu nước dùng. Mình chưa bao giờ nấu bún bò cả. Và mình sẽ cố gắng không bao giờ lặp lại cái việc là một trong những người thuộc tóc nguy hiểm nữa. Mình dự đoán người ra về hôm nay sẽ là anh Đạt. Cái món truyền thống có thể anh ấy sẽ nắm không chắc và anh ấy sẽ không nấu được. Có lẽ mình sẽ nấu tốt hơn anh Đạt. Hôm nay là mình làm món bún bò giò heo ăn với cả nấm mọc thịt và bắp bò. Công đoạn đầu tiên mình làm là mình ninh ngay nước dùng. Mình phải rửa sạch và sơ chế qua các cái loại thịt rồi là xương. Em cũng cần cái xương anh ạ. Các bạn chú ý nhá. Các bạn đã qua 20 phút rồi. Thời gian còn lại có 40 phút nữa thôi. Hai món ăn được các thí sinh thể hiện hôm nay trông có vẻ đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng để đạt được những tiêu chí rất khó từ ban giám khảo. Ai sẽ vượt qua thử thách với món ăn ngon vượt trội và ai sẽ phải để lại tạp dề của mình chia tay với căn bếp vua đầu bếp? Xương em trần qua cho bớt mùi hôi, xong rồi em lại rửa lại và em mới cho vào em hầm. Thì em hầm với cả xả với cả hành nướng và gừng nướng. Xong rồi cuối cùng em mới nêm nếm gia vị. Tập trung cho món ăn của mình nhé. Vâng. Mình cũng hơi lo lắng nhưng mình nghĩ mình sẽ làm được. Phần nước dùng thì là mình có đặt lên một cái nồi nướng qua cái phần hoa hồi và quế, hai cái gia vị mà mình nghĩ là rất là hợp với cái nước dùng của mình. Em làm bún bò với cả mọc thịt ạ. Sao lại bún bò với mọc? Em thích cái hương vị ngọt ngọt mà cái phần mọc này em có cho nấm hương với cả một chút hành tây cân bằng lại cái vị ngọt. Các bạn sẽ có 30 phút nữa. Những cái nguyên liệu chính á, ai cũng có, nhưng mà chưa hiểu các bạn nấu cách nào để cho ra được cái nước dùng tốt nhất. Có bạn làm bún bò hải sản cũng được. Các bạn cũng biết làm chả tôm đấy. Miễn sao mà có bò, có nước dùng và có rút Huế. Tuy nhiên bây giờ người ta thêm hải sản vô thì một cái phá cách mới, mình cứ thử xem nếu cái phá cách đó mà nó ngon mà nó là bún bò thì vẫn là một cái điều. Tôi hầm thịt trong vòng nửa tiếng đồng hồ, 15 phút sau thì tôi pha cái phần nước mắm rút cô đặc và cái phần nước dùng để tạo ra cái hương vị gần đúng như của ban giám khảo đưa ra. Sao rồi Quang Đạt? Dạ. Ổn không? Dạ, em nghĩ ổn ạ. Cái nguyên liệu em cho vào nấu nước dùng là những gì đấy? Em có bò, có giò heo và có một ít tôm khô. Với cả em có cái mặn là của cái mắm ruốc ạ. Mắm ruốc thì em đun sôi một tẹo xong rồi em để cho lắng để cho nó đỡ bị đục. Good luck. Thank you. Mở hộ em rồi. Mở để được. Để bảo cho. Thử thách lần trước đã sử dụng mắm ruốc và đến tận bây giờ mình vẫn còn ám ảnh về cái độ mặn của nó. Thế cho nên là mình pha mắm ruốc rất là nhẹ. Bún thang truyền thống có giò thái chỉ, thịt gà xé nhỏ, trứng tráng thật mỏng và cũng thái chỉ. Một cái nguyên liệu quan trọng nhất đối với bún thang nữa mà mọi người khi ăn nó dậy lên cái mùi bún thang đó là rau răm. Hello, Quốc Kiệt. Em chào anh chị ạ. Đang rồi. Em gần hoàn thiện, 5 phút là em xong ạ. Ồ vậy hả? Em nghĩ các bạn kia, mấy người làm bún bò Huế có... Món đấy cũng không phải là khó đối với các bạn. Dạ. Lúc em vào kho nguyên liệu thì các bạn chọn nguyên liệu, em nghĩ là các bạn sẽ tìm được các nguyên liệu ưng ý để làm ra món bún bò Huế. Đấy cũng thơm. Cố gắng nhá. Yeah, vâng, good luck. Các bạn chú ý nhá, mình còn 15 phút nữa. Trời ơi. Mình tham lam là bày lát thịt lên trên bát bún của mình mà không nghĩ là đến lúc mình chan nước vào thì nó sẽ nổi lên. Cái sa tế bạn làm hay quá. Vâng, em xào xả mấy cả ớt, mấy cả ít bột, mấy cả tí dầu điều. Rồi em bỏ vào trong đó. Vâng, em lọc ra em bỏ thì nó đỡ bị gặn. Mình không dùng cái sa tế mà có ở trong kho nguyên liệu. Mình làm cái sa tế thì nó thơm hơn, với cả nó
hợp với cái mùi vị của mình hơn. Cố gắng lên. Các bạn chỉ còn 5 phút nữa thôi. Không hiểu sao đến lúc cuối cùng mình vẫn quyết định trần tô và bỏ vào bát. Và bày một cái bát đầy tú ụ toàn thịt. Cái phần nước dùng sau khi mà là nấu xong thì mình bắt đầu nêm nếm gia vị và thêm một thìa mắm ruốc. Thì là mình đã cảm thấy là nó cũng hơi có điểm giống với cái món mà mình đã thử. Và sau đấy mình có trần vài cái miếng cà chua. Mình muốn cái bún bò của mình nó có cái độ chua. Mình có trụng qua bún, thái lát thịt bò, sau đó có hành, mùi tàu và rau sống. Nếu phút cuối cùng mình dùng nghệ để tạo màu. Thời gian của các bạn sắp hết. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết rồi. Bởi vì đây là món nước, do đó chúng tôi sẽ phải thử tất cả các món của các bạn để xem rằng sự sáng tạo của các bạn có thật sự là đúng với những gì chúng tôi mong muốn hay không. Với những món ăn không để được lâu, các giám khảo sẽ tiến hành nếm ngay để đảm bảo hương vị một cách tốt nhất. Sau khi nếm xong, các giám khảo sẽ phân tích và đưa ra những kết luận cuối cùng dựa trên chất lượng món ăn mà các thí sinh thực hiện. Thực ra cuối cùng thì ba món ăn mà Hải nghĩ ngon nhất nó rất gần với cả món ăn mình đưa khi mà Quốc Việt chọn. Thì cái nước dùng cũng rất là trong. Thứ hai nữa là cái vị nó đúng là khi ăn mấy bún thì nó rất là hài hòa. Okay. Trong cái vòng thử thách ngày hôm nay, đề thi này khá là tuyệt vời ở điểm. Tôi nghĩ đây là một cái 7. Như cái món bún bò Huế hay là bún thang ở Hà Nội thì đó là một cái giá trị của quê hương của địa phương rồi. Nó đã là top của các món ăn Việt Nam rồi. Bây giờ sáng tạo như thế nào để mà tồn tại được cái truyền thống đó là đề thi muốn nói rằng nâng tầm những món truyền thống Việt Nam để món Việt Nam được giới thiệu trên các nước thế giới. Món bún bò Huế thì nó khá nổi tiếng rồi, nên để mà sáng tạo để mà có thể ngon hơn được so với cả cái vị truyền thống của nó thì thật sự là mình nghĩ là rất khó. Để một bún bò ngon không thể thay đổi các nguyên liệu truyền thống, đó là phải có ruốc Huế, xương, sự tròn vị. Tròn vị ở đây là sự đậm đà, không có sự nhạt nhẽo. Tròn vị đây là cái hương vị quê hương, hương vị thanh tao, hương vị của nguyên liệu. Bây giờ chúng tôi xin mời ba bạn Quang Đạt, Quốc Cường, Quốc Việt. Tôi trang trí món bún thang và xếp các nguyên vật liệu trông rất là đẹp. Mọi người chưa cần thử thì mọi người nhìn bằng mắt đã cảm giác một cái bún thang rất là hoàn chỉnh và ngon. Ba bạn là ba thí sinh có món ăn ngon nhất ở vòng thử thách sáng tạo. Mình cảm thấy rất vui và bất ngờ vì mình là một trong ba thí sinh có món ăn ngon nhất. Rất là bất ngờ khi mà Quốc Cường lại được là sướng tên trong ba người được nấu món ăn ngon nhất ngày hôm nay. Tôi nhìn thấy Quang Đạt, bạn đã thắng được cái bảy lớn của đề thi. Bạn sáng tạo nhưng không mất đi truyền thống. Bạn đem ruốc nướng nè, bạn nấu nước dùng, rồi bạn lại nếm và không thể thiếu được ruốc. Và bạn làm cái thịt rất là nhẹ nhàng, từng thịt sắc mỏng và trưng bày rất là đẹp. Bún để riêng, nước dùng để riêng, màu sắc hài hòa, không cay lắm. Và tôi xin trân trọng cảm ơn bạn Quang Đạt với món bún bò Huế. Nếu mà cho tôi nấu món bún bò Huế thì chưa chắc tôi nấu ngon bằng Đạt. Bún bò Huế của Quốc Cường ngon ở điểm cái truyền thống của Quốc Cường là trong tâm thức của em rồi. Vì tôi thấy rằng em đi đâu cũng là món ăn Việt Nam. Và em đã làm thành công, em có sự thay đổi là cái hương vị thanh thao, nước dùng trong, nguyên liệu vừa phải và không đi mất tính đặc trưng của bún bò Huế. Và đặc biệt em làm chả thêm trên cái phần bát bún của em và trình bày rất là đẹp mắt. Tôi cũng rất là vui vì tôi nghĩ là cái lựa chọn của tôi và cách nêm nếm của tôi rất đúng tiêu chí của ban giám khảo. Tôi không nghĩ là Quốc Cường lại có thể hoàn thành một món ăn xuất sắc đến như thế. Cảm ơn Quốc Việt nữa, làm cái món bún thang em chưa bao giờ nấu. Mà chắc là tôi tin em hay ăn vì em ở Hà Nội. Và cái chất Việt Nam bún thang đã có trong em rồi, nên em nấu ra không mất đi cái hương vị quê hương bún thang của Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tôi nấu mà tôi đã hoàn thành được như thế rồi. Cái sáng tạo của tôi đã làm hài lòng ban giám khảo.
mấy cái món Việt này là ở bên Mỹ là chỉ mê ăn ngoài. So you really shouldn't change it. So I think these were classic examples, and I like tradition, and I think Vietnamese food, especially making noodle soup, is perfect the way it is. So I appreciate that all of you kept to the true tradition of mấy món này. Và tôi xin thay mặt hai giám khảo tuyên bố người có món ăn ngon nhất trong vòng thi hôm nay đó là người có món ăn ngon nhất trong vòng thi hôm nay đó là mình cũng hy vọng là mình sẽ một lần được xướng tên là có món ăn ngon nhất. Tôi cũng mong muốn là tôi cũng được một lần nữa là được chọn là món ngon nhất trong ngày, giữ chức đội trưởng và sẽ được chọn người theo ý của tôi. Quang Đạt, rất vui và cũng bất ngờ là mình đã được ban giám khảo chọn là món ăn ngon nhất. Thực sự tôi cũng hơi bất ngờ một chút. Từ ngày hôm nay thì tôi nghĩ là Quang Đạt đã bắt đầu bộc lộ ra rất nhiều. Tôi lại có thêm một người để tôi đề phòng nữa. Mặc dù là cái món bún bò không phải là cái món sở trường của anh Quang Đạt ngày hôm nay, nhưng mà anh thể hiện rất là xuất sắc. Và bây giờ chúng tôi sẽ lại mời tiếp ba bạn nữa lên. Người đầu tiên, Ngọc Anh, Tú Anh, Phan Anh. Cảm giác của mình cũng hơi lo rồi. Các bạn có thấy khó khăn gì khi mà phải nấu món bún bò Huế không? Phan Anh? Theo em thì em cảm thấy sự khó khăn nhất là sự cân bằng hương vị, tại vì mỗi vùng miền thì có một cách nêm nếm gia vị khác nhau, thì để mà nêm nếm đúng được hương vị của món bún bò Huế thì nó sẽ khó hơn là bọn em phải nấu một món Hà Nội là rất là nhiều. Khó khăn lớn nhất ở đây là em chưa từng nấu món bún bò Huế bao giờ ạ. Cho nên là cái hương vị của nước dùng khi mà em cảm nhận thì em cũng chưa được đầy đủ cái hương vị cho lắm. Dạ. Ngọc Anh? Đối với em cái khó khăn lớn nhất đó là em ăn khá là nhạt, nên là để làm tăng hương vị cho tròn vị lên thì em cũng đã nêm nếm thêm rất là nhiều, nhưng không biết đã có vừa lòng ban giám khảo hay không. Đối với Phan Anh thì tôi chưa bao giờ thấy một món bún bò Huế mà mình cho nghệ rồi. Mình cũng quá là sơ suất. Lúc đấy mình chỉ đơn giản mình nghĩ là nghệ chỉ để tạo màu thôi, chứ mình không nghĩ đến cái việc là nó cái mùi của nghệ nó sẽ làm phá hỏng hoàn toàn hương vị của bún bò. Người thứ hai là Tú Oanh. Tôi chưa bao giờ thấy món bún bò Huế mà cho hoa hồi với cả quế rồi. Cái nước dùng của mình thì nếm đi nếm lại mình vẫn thấy nó ngon, nhưng mà có lẽ là do cái hương vị phở nó nhiều quá. Và người thứ ba là Ngọc Anh. Thì món ăn của em nói chung là nó cũng làm cho tôi cảm thấy rất là bất ngờ. Khi em cho tôm rồi em trụng cái hoa chuối vào, rồi em để vào trong đấy, thật sự là nhìn thấy cái nước dùng nó không có được hấp dẫn, nó rất là lạ. Cái sai lầm của mình đó là bày tôm và bắp chuối lên bát, đổ nước lèo vào làm cho cái nhựa của bắp chuối ra và làm đục nước. Thì về cảm nhận của tôi, ba cái nước dùng của các bạn không làm tôi hài lòng. Mình có thể là một trong những cái thí sinh nấu tệ nhất rồi. Rất là lo lắng, cảm giác cũng khá là run, tại vì đấy là vòng thi loại trừ. Cũng rất là buồn khi một lần nữa mình lại vào nhóm nguy hiểm. I think these three dishes are on the bottom because one, they didn't resemble bún bò Huế. And then two, the broth was bland. So ăn có không có hấp dẫn. Lúc này là lúc nguy hiểm lắm rồi. Tiếp tục lại là một trong những người yếu nhất. Tôi thấy ba bạn là ba bạn trẻ nhất trong cuộc thi hôm nay. Và điều hôm nay tôi thấy các bạn đáng yêu hơn là đáng trách. Bún bò khác với phở, khác hủ tiếu và khác cả bún thang ở điểm sẽ không có những cái gia vị nồng nàn về mùi mà át đi cái mùi ruốc. Thứ nhất là nghề nó phù hợp với những cái món khử mùi. Chẳng ai cho nghệ và bún bò cả, như thế rất là buồn cười. Hay là hoa hồi thảo quả thì khi em bỏ vào thì nó sẽ ra mùi phở rồi, nó định hình làm cho người ta liên tưởng là món phở chứ không phải là bún bò. Đó là sự sai lầm rất là lớn.
hai món hoàn toàn hương liệu và nguyên liệu rất là khác nhau. Hay là ở Ngọc Anh, em cho tôm lên, xếp ba con, rồi thịt đầy rẫy nơi cái tô. Thì em sáng tạo là em đưa rằng tôm vào cái món bún bò. Tuy nhiên, giá như cái tôm đó em sẽ băm nhuyễn để thành chả tôm, em bỏ vào, được không nào? Ba người đều có sai lầm rất là nghiêm trọng. Mình thì bày một bát bún quá hủ lốn. Hôm nay tôi không trách các em mà tôi rất yêu các em. Và chúng ta sẽ định hình lại những cái món truyền thống và sự sáng tạo đột phá và dám làm, dám chịu của các em. Đáng ngưỡng mộ, đáng trân trọng. Và tôi xin cảm ơn em. Mặc dù tâm trạng của mình rất là buồn và xuống dốc, nhưng mà mình cũng cảm thấy an ủi. Và từ những cái chia sẻ của chị Tinh Hải thì mình cảm thấy là mình cũng đã học được rất là nhiều điều. Sai lầm mà cũng gần như là đánh gục mình ở những phút cuối cùng. Giờ mình phải lọt vào top 3 người nguy hiểm nhất. Ba bạn có món ăn dở nhất trong ngày hôm nay? Người có món ăn tệ nhất ngày hôm nay và phải rời căn bếp vua đầu bếp mùa 3 đó là... Người có món ăn tệ nhất ngày hôm nay và phải rời căn bếp vua đầu bếp mùa 3 đó là... Mình cũng vừa có một hy vọng nhưng mà cũng vừa rất là lo lắng. Mình và Tú Anh cũng nguy hiểm khá là như nhau. Tú Anh. Thật sự mình rất là buồn. Mình cũng là một người mà rất là hay cười, rất là thích nói chuyện vui vẻ với mọi người. Nhưng mà cái lúc đấy là mình cũng không nói lên lời nữa. Em thấy rất là đáng tiếc khi mà phải ra về. Em rất tôn trọng quyết định của ban giám khảo. Và em nghĩ là cái món ăn của em thật sự là dở nhất ngày hôm nay. Và em... Thực ra ngày hôm nay em phải dừng ước mơ trở thành vua đầu bếp Việt Nam. Đó là một điều rất đáng tiếc. Nhưng món ăn của em khi ăn vào chúng tôi cảm tưởng như là phở, chứ không phải là bún bò. Có thể Phan Anh cho nghệ, nhưng mà ít ra thì nó vẫn còn một chút gì đó cho chúng tôi nhận biết thấy là bún bò. Hoặc là Ngọc Anh thì chúng tôi vẫn còn cảm nhận ở đó một cái gì đó gọi là bún bò. Nhưng hoàn toàn khi em cho quế và hoa hồi vào thì hoàn toàn cái món bún của em nó trở thành là món phở rồi. Mình cũng đã nghĩ đến cái việc là mình sẽ trả tạp dề để nhường cho em một cơ hội tiếp tục chiến đấu. Ngay lập tức mình đã dập tắt suy nghĩ đó. Mình nghĩ lại hành trình khi mình đến đây. Một năm mình đã trải qua, những gì mình đã trưởng thành và cái đích mà mình muốn đi đến. Hôm nay em ra về cũng là một điều thức tỉnh cho tất cả các bạn còn lại. Phải cẩn trọng khi sáng tạo trong món ăn của mình. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Xin mời em. Vừa vui vừa buồn. Vui vì mình được ở lại thêm với chương trình, nhưng mà cũng khá buồn là vì cũng tiếc cho Tú Anh. Tú Anh cũng là một người đam mê, nhiệt huyết và cũng có kỹ năng. Trong những ngày qua thì thật sự là để lại cho mình rất là nhiều cái trải nghiệm, những cái màu sắc mới trong cái cuộc sống của mình. Mình cũng có những cái khoảng thời gian rất là vui. Mình cũng được vào những cái thử thách đồng đội này, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đoàn kết. Và đặc biệt là vào trong một cái đội rất là vui. Hiện tại thì cái cảm xúc của mình là mình khá là buồn. Nhưng mà dù sao thì đến được cái bước đường này thì thật sự là có một chút hãnh diện với bản thân rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn chưa làm cho bố mẹ mình hài lòng được. Sau này khi mà trở về thì mình sẽ cố gắng nấu nhiều hơn, cố gắng tìm tòi và học hỏi nhiều hơn. Trở thành một đứa con mà có thể khiến được bố mẹ tự hào. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn thành công ở những vòng thi kế tiếp. Cảm thấy mình rất là vui và hạnh phúc, đôi chút tự hào vì mình đã được bước đến gần hơn với danh hiệu vua đầu bếp. Tôi sẽ phải có những chiến thuật tiếp theo để làm sao mà tạo ra cơ hội cho chính mình và các thử thách cho tất cả các thí sinh khác. Tập tiếp theo trong Vua Đầu Bếp tiếp tục là thử thách đồng đội khó khăn với quy mô lớn chưa từng thấy. Bắt đầu! Đầy kịch tính và bất ngờ, khi vinh quang dành cho đội chiến thắng và áp lực loại trừ đối với đội thua cuộc,
sẽ có thêm một giấc mơ chinh phục danh hiệu vua đầu bếp bị dập tắt bởi sức nóng trong trần bếp. Được, được, cái này. Đón xem Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng lúc 20h17 hàng tuần trên VTV3 để cùng tiếp lửa tình yêu nấu nướng cho chính căn bếp gia đình bạn.